chào các bạn kinh xe phong cách 24 giờ. Yamaha R1 rực rỡ với dàn Optane đồ trang hiệu. Trong tất cả dòng xe đem ra so sánh, có lẽ đáng kể nhất chính là chiếc Yamaha EZR1. Tổng biên tập tạp chí Motorcycle USA, ông Stephen Ed, đã không tiếc lời khen ngợi cái vẻ đẹp khó cưỡng lại của chiếc xe và sự liên kết trực tiếp với người lái và lớp sau của xe khi nói về đặc điểm khi lần đầu tiên đã thử chiếc R1 đời 2009 của ông. Với động cơ là 4 thì, EZR1 được sinh ra công suất lên tới 126 mã lực với 16 cổ van được làm bằng titan, hệ thống phun nhiên liệu điện tử và hệ thống van biến thiên thông minh. Qua bàn tay người Thái, chiếc xe độ này đã tô điểm rất nhiều Optane đồ chơi với dàn chân màu đỏ nhám rất là bật, được chế mũ màu đen bóng huyền bí mang lại cái vẻ đẹp hầm hố cuốn hút người xem. Tổng thể với tông màu đỏ đen huyền bí với dàn màu đen chủ đạo làm điểm nhấn và dàn chân đỏ nhám rất là bật. Đèn pha trước kiểu Rosenthal tích hợp luôn khe thủ gió với ổ chắn trước của Zero Gravity. Cụm tay phải gồm cụm tăng cộng hai ống tay ga Dino, tay phanh Mutis càng bảo vệ tay CNC màu xanh. Trợ lực trung tâm mang hiệu HyperDR màu đỏ cùng tông với cái màu của chiếc xe, kèm theo ốc titan màu xanh gắn thêm phát CNC. Cụm đồng hồ đặt gọn ở phía trước dễ quan sát. Cặp ống xả chủ xe được thay thế bằng Yoshimura R77 Carbon Lip-On mang lại âm thanh cực kỳ vô lực. Ốp bình xăng Carbon Chevrolet, đèn Dulles đến từ thương hiệu MD, lớp sau với thương hiệu Ready Dibio Subway 1200-200 đến từ Ý. Full ốc vàng cho bộ máy rất là bật cùng với guồng chống đổ 517. Cận cảnh chấn bùng sau được Carbon Fiber phủ. Dây dầu sao thay thế bằng dầu Hells. Đĩa tải AFM cộng với sinh vàng AK 520. Tổng thể hoàn hảo của một bản độ phải không anh xe? Cảm ơn bạn theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, share, subscribe.